Ngôi chùa cổ Cao Long hàng nghìn năm tuổi ở xã Thanh Lâm, Lục Nam Bắc Giang, tọa lạc trên ngọn núi tựa như lưng con rồng. Xưa kia vốn là chùa to nhất nhì vùng Kinh Bắc. Việc ngôi chùa được xây trên ngọn núi, được người dân gọi là lưng rồng ấy, cũng là một điều làm cho ngôi chùa trở nên nổi tiếng. Đỉnh núi đó tên là Cao Long, sau đổi tên thành núi chùa. Vì chùa được xây trên núi hay còn gọi là Long Cốt Tự, chùa rồng ở trên cao Chùa Long Cốt Tử theo những người dân xung quanh cho biết, thì đã từng bị những kẻ đào trộm đến viếng thăm nhiều lần. Thế nhưng có điều lạ lùng là những lần đào trộm bí ẩn đó đều bị bỏ dở lúc nửa đêm và sự biến mất một đi không trở lại của những kẻ đào trộm ngôi chùa. Bí ẩn những vụ đào bới ngôi chùa và con rắn lạ canh ba tòa tháp cổ. Chùa Long Cốt tự theo những người dân xung quanh cho biết, thì đã từng bị những kẻ đào trộm đến viếng thăm nhiều lần. Thế nhưng có điều lạ là những lần đào trộm bí ẩn đó đều bị dỡ bỏ lúc nửa đêm và sự biến mất một đi không trở lại của những kẻ đào trộm ngôi chùa. Lý do vì sao thì đến bây giờ vẫn chưa có lời giải thích. Chùa Long Cốt Tự qua thời gian đã dần xuống cấp, cộng với sự phá hủy của giặc Pháp nên đã bị dỡ bỏ để xây dựng ngôi chùa ở khu đất khác. Được biết khi dỡ bỏ, gỗ của chùa còn lại vẫn đủ xây hàng chục gian chùa mới vẫn không hết người ta còn dùng làm củi đốt lò vôi đủ trong vòng một tháng. Chính vì sự bề thế của nó nên tại khu đất cũ dựng chùa thường xuyên bị những kẻ lạ mặt viếng thăm, đào bới một cách rất bí ẩn. Người ta chỉ phát hiện ra khi thấy những bãi đất đào dở dang, còn những kẻ đào mộ thì đã bỏ đi. Theo những người dân nơi đây thì rất có thể những kẻ đào trộm mộ hy vọng tìm kiếm được cổ vật và của cải của ngôi chùa còn sót lại. Theo như cụ mùa, người trông năm ngôi chùa thì ngôi chùa bị đào xới tất cả ba lần. Lần thứ nhất vào những năm thập kỷ 80, có ba người đàn ông đến đây hỏi vị trí gốc cây thông già của ngôi chùa rồi đánh dấu vị trí đó. Đêm đến, họ đào một cái hố ở vị trí đã đánh dấu. Nhưng sáng ra, không ai thấy họ đâu nữa. Chỉ thấy một cái hố sâu chừng một mét và tàn thuốc bỏ lại. Người dân xung quanh đó thì còn cho biết, nửa đêm có nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng trên núi vọng xuống cuộc viếng thăm thứ hai cách lần thứ nhất vài năm. Họ cũng đào bới rồi vội vã bỏ đi trong đêm, vứt nguyên cả đồ đạc lại. Chẳng ai rõ họ bỏ đi lúc nào, chỉ biết là khoảng lúc nửa đêm. Lần thứ ba, họ đào bới gần tòa tháp cổ. Nhưng nửa đêm, bỗng dưng trên núi có tiếng hét ghê người. Và tất cả mấy người trong đoàn đào bới vứt bỏ tất cả đồ đạc, quần áo, chạy thẳng xuống núi. Khi người dân dưới chân núi nhìn thấy và kể lại, khoảng 4 năm người lạ mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng hoảng sợ, nửa đêm chạy xuống núi, tay không và bỏ đi vội vã. Sáng hôm sau, khi những người dân lên núi xem xét, thì thấy quốc sẻng, ba lô, quần áo, thức ăn vẫn còn vứt trỏng trơ. Những người dân phán đoán rằng họ đã gặp phải thần rắn trú ngụ ở cái tháp này nhiều năm rồi, nên mới sợ hãi, đang đêm là hết, bỏ núi đi không kịp thu dọn cả đồ đạc, quần áo. Nhưng kỳ lạ nhất có lẽ là câu chuyện xảy ra tại ba tòa tháp cổ của ngôi chùa trong tháp có một con rắn sinh sống. Đó là một con rắn rất to, đã bị những người bắt rắn bắt nhiều lần. Nhưng lần nào con rắn cũng tự quay về, dù bị bán đi rất xa hay được chính những người bắt đem trả lại chùa vì họ gặp những quả báo khi đem con rắn về nhà hoặc mang bán. Trong những di tích còn lại của ngôi chùa cổ thì ba tòa tháp cổ là còn nguyên vẹn nhất. Theo ước tính của các cụ tuổi thọ khoảng vài trăm năm, kiến trúc ba tòa tháp gần giống như là kiến trúc tháp tràm của người Champa có hai tòa sát nhau cao khoảng hơn 5 mét, còn một tòa thấp khoảng 3 mét. Theo ghi chép để lại thì đây là ba ngôi mộ để cho cốt của ba vị sư trụ trì. Tháp được xây bằng gạch nung vuông, rỗng ở bên trong. Trước mỗi tòa tháp đều có một ô vuông có thể vào bên trong tháp được. Trước kia những vị sư nào sống hơn 100 tuổi thì khi mất đều được xây tháp để thờ cúng. Con rắn luôn trú ngụ ở tháp chính giữa, ít khi nó xuất hiện nhưng cũng có người nhìn thấy hoặc bắt gặp xác lột của nó ngay mấy tòa tháp này. Theo lời kể của cụ Nguyễn Thị Việt, nhà ngay gần chân núi, cụ đã từng thấy con rắn có màu xanh, nhìn giống như là rắn hổ mang, trông to như cái đòn gánh lúa. Thời buổi rắn là một món hàng đắt giá trên bàn nhậu của các đại gia, lại là con rắn to nên con rắn không thoát khỏi sự săn lùng của những thợ bắt rắn ở đây. Anh Nguyễn Văn Nam hơn 40 tuổi, là người thợ bắt rắn gần đó thấy bảo có con rắn to xuất hiện trên núi thì không thể bỏ qua. Vốn là người chẳng tin thần thánh nên anh liền lên núi bắt con rắn đem về. Là người thông thạo địa hình nên không khó anh Nam đã bắt được con rắn trong tòa tháp cổ, đem về nhốt trong cái lồng kín. Nhưng chưa kịp đem đi bán thì có chuyện lạ xảy ra đối với anh Nam. Đang khỏe mạnh, anh Nam bỗng dưng sốt đùng đùng, gia đình đưa anh sang trạm xá tiếp nước tiêm thuốc kiểu gì cũng không ăn thua miệng thì mê sảng luôn đòi thả ngài ra chẳng biết ngài anh đang nói là ngài gì cho rằng anh sốt quá nên nói nhảm đến hôm sau đang nằm ly bì trên giường anh bỗng bật dậy chạy như bay về nhà bê chiếc lồng sắt nhốt con rắn hôm trước vừa bắt treo một mạch lên núi thả con rắn tại chính nơi anh bắt nó rồi anh ngất lịm tại đó cả nhà hoàng sợ đưa về thì thấy anh tỉnh táo không còn mê man chỉ còn sốt về nhà nghỉ ngơi mấy hôm thì anh khỏi hẳn cũng từ đó anh nam không hiểu vì sợ hay làm sao mà bỏ nghề bắt rắn luôn con rắn được thả có người thợ rắn tên thái ở thôn bên cho rằng anh nam đã vứt bỏ một đống tiền đã bắt được món hời mà lại thả ra nếu bán ít nhất cũng được vài triệu nghĩ vậy anh thái nhanh chân tìm đến mấy tòa tháp cổ để tìm lại món hời vừa được thả lần này anh thái cũng không khó để săn được con rắn vừa bắt được anh mang bán luôn cho vợ thu mua rắn ở thị trấn Bảo Sơn gần đó. Nhưng chỉ vừa về nhà mấy tiếng sau, anh bỗng dưng lên cơn sốt mê man. Trong cơn mê sảng, anh Thái luôn mồm lại nhải câu, phải trả lại chùa, phải trả lại chùa. Vợ anh nghe người ta nói là anh đã phạm phải thần thánh khi dám bắt con rắn thần trên núi ở làng bên đem bán. Chị bèn tất tưởi lên vựa, thu mua rắn về, chuộc lại con rắn. Rất may là con rắn chưa bị đem đi. Cũng có sự lạ là người chủ vựa rắn bình thường cứ thu mua rắn 2 ngày là lại chuyển một chuyến đi Lạng Sơn để giao cho thương lái Trung Quốc. Nhưng kể từ hôm mua con rắn này thì chưa đi được chuyến nào, mặc dù đã 6 ngày trôi qua. Rắn thu gom đã khá nhiều mà không hiểu vì sao người chủ lại vẫn chưa đi giao hàng mà cứ nấn ná ở lại như chờ đợi điều gì. Khi vợ anh Thái ngỏ ý muốn chuộc lại con rắn thì lập tức đồng ý trả lại mà cũng không lấy lại tiền trả của anh chị chị lập tức mang con rắn lên núi thả kèm theo lễ vật khi về tới nhà thì bệnh tình anh thái cũng dần dần thuyên giảm sau vài hôm thì khỏi hẳn sau lần đó anh thái cũng sắp xếp đồ nghề cất đi không bao giờ dám đi săn bắt rắn nữa kể từ mấy lần con rắn bị bắt và được thả đi thả lại thì không còn thợ rắn nào dám bén mảng lên chùa đào bới để săn bắt rắn nữa cũng từ đấy mà con rắn bỗng dưng được người dân coi như rắn thần nổi tiếng ở khắp vùng câu chuyện có vẻ ly kỳ nhân tiện có mấy cụ cao niên trong làng tìm ông mùa để đánh cờ chúng tôi có dịp tìm hiểu thêm theo các cụ trong làng thì đó là câu chuyện liên quan đến trốn linh thiêng nên các cụ không dám nói sai nửa câu và cũng từng có nhiều người nhìn thấy kể lại hồi nhỏ hay chăn trâu gần chùa có lên đó chơi và đã vài lần nhìn thấy con rắn đặc biệt con rắn rất hiền nhìn thấy người là nó chui vào trong tòa tháp chính giữa còn cái xác lột của nó thì người ta bắt gặp nhiều lần cũng theo các bậc cao niên, con rắn không phải là mới có, mà có từ thời các bậc phụ huynh của các cụ trước kia đã từng chứng kiến sự tồn tại của con rắn. Lúc ngôi chùa còn tráng lệ thì con rắn đã sống ngay tại tháp chính giữa. Sư trụ trì chùa ngày đó cho là điềm lành và nói rằng con rắn này sẽ canh giữ mấy tòa tháp này, chuột bọ sẽ không đục khoét được mấy tòa tháp, nên không cho ai được đến chọc phá hay bắt rắn. Theo các cụ cao niên thì tính ra con rắn cũng già hơn 200 năm tuổi cũng nhờ oai cụ rắn mà không ai dám động đến mấy tòa tháp này. Khi ngôi chùa bị phá nhưng ba tòa tháp không hề bị xâm phạm nên còn nguyên vẹn. Người ta cho là chính con rắn là hiện thân của ba vị sư trụ trì hơn trăm tuổi trong ba tòa tháp. Và người dân nơi đây cũng tin rằng con rắn chính là nguyên nhân mà mấy lần những kẻ đào bới ghé thăm nhưng đều phải bỏ chạy mất mật như vậy tìm đến anh Nguyễn Văn Nam, người đã từng cả gan bắt con rắn trong tòa tháp để nghe anh kể về chuyện bắt con rắn thần trên núi. Rất may là anh Nam ở nhà. Anh nói, con rắn trông rất bình thường, thuộc loài rắn hổ chúa, nhưng màu của nó xanh sậm, chắc do lâu năm. Tôi chưa cân, nhưng ước tính con rắn phải nặng đến chục cân chứ chẳng ít. Hồi bắt nó tôi phải dùng chiếc lồng sắt, nhốt chó để nhốt con rắn khi bắt xong do bị ốm anh nam sợ phạm vào chùa nên đã đích thân trả lại con rắn chứ không phải là từ trạm xá chạy về rồi ngất trên đó rồi anh cười bảo ngày đó không biết nên cả gan dám bắt chứ bây giờ cho tiền cũng không dám bén mảng đến đó nữa gần đây không thấy con rắn xuất hiện nhưng các cụ và anh nam cũng không ai dám can đảm chui vào trong tháp để xem con rắn còn tồn tại hay không nữa để xác minh thực hư những câu chuyện có phần kỳ bí của ngôi chùa chúng tôi đã tìm gặp ông nguyễn văn hiệp phó trưởng thôn làng thượng lâm ông hiệp cho biết sự thực về những câu chuyện trên ông nói sự việc thì quả đúng là như vậy nhưng có một cách giải thích khác nhau vì có người tin và có người không tin vào chuyện tâm linh còn về chuyện rắn thần sống trong tháp thì theo ông hiệp là có thực ông chưa nhìn thấy tận mắt nhưng đã bắt gặp xác lột của nó rất to cạnh mấy tòa tháp cổ còn chuyện những kẻ đào mới trộm bỏ chạy trong đêm vì con rắn thì thực hư chưa rõ thế nào có thể khi đào có người dân phát hiện nên chúng sợ bỏ chạy và người ta dọa như vậy để cho những kẻ khác không nhòm ngó nhưng những câu chuyện đó đã làm tăng thêm sự huyền bí của ngôi chùa to nhất xứ kinh Bắc ngày xưa đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại